Thua lỗ do chơi tiền ảo, dùng xà beng phá cây ATM trộm tiền trả nợ. Nhật khai nhận do thua lỗ khi chơi tiền ảo, không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định trộm tiền từ cây ATM. Ngày 25 tháng 3, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Nguyễn Quốc Nhật, 36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Quốc Nhật là đối tượng đã đập phá cây ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á trên đường Lê Duẩn lấy đi két chứa tiền. Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận do thua lỗ khi chơi tiền ảo, không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định trộm tiền từ cây ATM. Khuya ngày 19 và ngày 20 tháng 3, Nhật đến cây ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á trên đường Lê Duẩn tiến hành ngắt cầu dao bên ngoài cây ATM. Xong việc, Nhật núp từ xa quan sát xem có còi báo động hay nhân viên ngân hàng đến kiểm tra gì không. Khi thấy không có gì bất thường nên yên tâm không bị phát hiện, Nhật về nhà và lên mạng tìm hiểu cấu tạo các cây ATM nhằm hoàn thành kế hoạch cậy phá. Khoảng 0 giờ ngày 23 tháng 3, Nhật mang theo xà beng, găng tay, chạy xe máy đến đậu ở đường Lê Lợi, rồi đi bộ đến trụ ATM cắt cầu giao điện, dùng xà beng cạy được phần ngoài. Khi đến két đựng tiền, Nhật không thể phá được. Lúc này, Nhật chạy về nhà lấy máy cắt cầm tay quay lại cây ATM cưa đứt bàn lề lấy thùng sắt đựng tiền. Sau đó, Nhật đem thùng tiền đến chân cầu Thuận Phước đục ra lấy 175 triệu. Đến 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3, Nhật rào xe máy đến trụ ATM thấy lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường nên lo lắng bị bắt. Khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 3, Nhật viết thư tuyệt mệnh để ở nhà rồi điều khiển xe máy đến cầu đỏ. Tại đây, Nhật tạo hiện trường giả như đã nhảy cầu tự tử rồi trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận tỉnh Phú Yên thì Nhật bị công an bắt giữ. Nhật cho hay, sở dĩ chọn cây ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á ở số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu vì khuất sau hàng cây, ban đêm vắng người qua lại.